Chào các bác ạ, chào các mẹ. Em ở trên Bắc Cạn. Trên em thì chủ yếu là toàn là đồi núi ấy, nên được thiên nhiên ưu đãi rất là nhiều. Em vừa mới sinh em bé xong được 5 ngày ạ. Em để mổ cho nên là em phải ở viện 5 ngày thì hôm nay em được về nhà. Nói chung là trẻ sơ sinh ở trên em ấy, sinh ra thì đến lúc mà từ viện về thì hôm nào cũng sẽ được tắm nước thuốc, mà mỗi loại chỉ tắm được 3 ngày. Thì thường thì lúc trẻ từ trong bụng mẹ ra ấy, thì nó sẽ có giai đoạn là bị bong ra, thì trên em có vài thuốc của dân gian là lấy cái lá về tắm. Lấy lá về tắm thì lá cây về tắm thì da nó sẽ bong hơn, nhanh hơn, là nó sẽ da rẻ nó sẽ hồng hào và đẹp hơn. Nói chung là cái cây này thì nó cũng không xa lạ gì đâu ạ, rất nhiều nơi có ạ. Cây lá cẩm ạ, cái này đun, người ta mùng 3 tháng 3 trên em hay mang về để đun xong lấy nước về để nấu sôi. Cái này là đun, cái này là có màu đỏ nhé, nấu sôi đồ sôi lên là sôi có màu đỏ này. Cái này mang về tắm trẻ sơ sinh ấy. Thì da bong, da nó bong vảy nó chóc nhanh hơn rồi thì da rẻ nó sẽ hồng hào hơn, da trắng hơn ấy. Nhưng mà cái này mình không nên tắm lâu, tại vì theo những cái thầy thuốc ở trên em ấy thì những cái cây thuốc mà tắm cho trẻ thì nó sẽ dựa nhìn vào cái hình dáng của cây. Những cái nhà thầy thuốc mà những cái thầy lang mà đi bốc thuốc như thế, thường thì những cái cây mà ví dụ cây trị khớp thì nhìn mình chỉ cần nhìn vào thân cây nó hoặc cành nó sẽ hình dạng ống xương và nó sẽ hình dạng khớp, thì kiểu gì nó cũng sẽ chữa được liên quan gì đến khớp. Còn những cây này mình chỉ tắm được tầm 3 ngày 4 ngày thôi, mình lại đổi cái khác. Muốn cho trẻ cứng cáp hơn, cứng cáp này rồi khỏe mạnh hơn thì mình lại có cái khác. Thì bây giờ bé nhà em đang tắm cái này, thì nốt ngày mai ngày kia thì em sẽ bà nội em sẽ lại đi đổi cái khác để cho em, để cho bé tắm, để cho bé có thân hình luôn nó khỏe mạnh hơn rồi thì nó cứng cáp hơn. Còn em thì lại có cái thuốc tắm riêng, bà đẻ thì có lại thuốc tắm riêng. Em vừa từ viện về là được tắm nước thuốc rồi, và bây giờ ngày nào cũng phải tắm nước thuốc, người nó khỏe mạnh và vết mổ nó mau lành hơn. Thì riêng cái ăn kiêng thì ở đâu cũng thế thôi, trên em cũng không kiêng nhiều lắm, chỉ có mình vết mổ thì mình kiêng thịt gà này, kiêng gạo nếp, kiêng mấy đồ nếp thôi, rồi kiêng thịt gà với cả rau muống thôi, còn lại là em cũng không kiêng cái gì nhiều.